Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền tái hiện di chúc miệng ở trên sân khấu, Sạc Dơ lại bức xúc lên tiếng. Thưa quý vị, drama Loan Phượng kéo dài hơn một năm, từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra tới nước ngoài, người người nhà nhà đều chia sẻ và bàn tán rôm rã về câu chuyện này. Ngoài cập nhật tình hình drama, cộng đồng mạng còn chung tay phản đối phân biệt kỳ thị con nuôi con ruột, lên án những người xem thường luật pháp và vu khống cơ quan chức năng có thẩm quyền, bài trừ vấn nạn quấy rối khủng bố và bạo hành trên mạng xã hội nhắm vào con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chính những người nhận vơ nhận bừa là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ đã tạo ra cái vở kịch cười ra nước mắt hạnh phúc của một tang gia. Họ cung cấp thông tin giả, tạo dựng vật chứng như ghi âm, clip, hình ảnh, ngụy tạo cho rất nhiều nick ảo, thậm chí là những tri thức tha hóa về đạo đức nhằm bóp méo sự thật, áp đặt những điều vô lý cho người đã mất và nhẫn tâm tước đi thân phận của một con người để hợp thức quyền sở hữu số tài sản không phải là của họ. Câu chuyện này không chỉ nhận được sự chú ý của khán giả miền Nam, của những nghệ sĩ quen biết về ông Hoàng Hồ Quảng, mà nó đã trở thành một câu chuyện chung của cả xã hội Việt Nam và thu hút sự quan tâm của khán giả cả nước. Các nghệ sĩ miền Bắc cũng đặc biệt chú ý về câu chuyện này. Đặc trưng hài miền Bắc không chỉ là tiếng cười trào phúng mà nó còn vô cùng thâm thúy. Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền đã có trích đoạn tái hiện di chúc miệng trên sân khấu Xuân Phát Tài 14, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Con ve chính chủ chưa nói mà cha nội Sạc Dơ, người nguyện hy sinh cả cuộc đời tính mạng cho mẹ con nhà nó, đã lên mạng xã hội thừa nhận là gia đình con ve đang bị nghệ sĩ miền Bắc cà khịa. Ông già này mới là người đã khiến mẹ con nhà nó mang nhục hại nó. Chắc trong lòng của con ve, nó hận, nó tức cha ngàn hồng của mình lắm. Nhưng Sạc Dơ còn giá trị lợi dụng nên cố nuốt nước miếng để nhịn. Thưa quý khán giả, sau MV Hơn Cả Tình Thân thua một người dân thì ca khúc Không Phải Của Mình do ca sĩ Quách Tấn Du trình bày đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng nhờ âm điệu dễ nghe, nhất là ca từ vô cùng gần gũi với drama sóng gió gia tộc. Bài hát đã theo chân ca sĩ Quách Tấn Du đi khắp mọi nơi, từ chùa, trường học, bệnh viện tâm thần và các trại giam. Bài hát như một lời tâm sự của khán giả Cao Minh Thu, là một lời cảnh tỉnh cho những ai mang trong lòng ba chữ tham, sân, si. Sau Quách Tấn Du, nhiều ca sĩ khác cũng đã mượn nhạc phẩm Không Phải Của Mình để nói lên chính kiến của mình. Đặc biệt, trên mạng xã hội còn lan truyền video một sư thầy trong lúc thuyết giảng đã hát ca khúc Không Phải Của Mình để làm ví dụ minh họa khi giảng đạo lý tình anh em, thâm tình máu mủ, lòng tham của con người. Như một kế hoạch đã được lập trình sẵn, bọn Kênh Kênh Con đã báo tình chồng sạc pin ở bên Pháp. Có sư thầy hát bài hát đó luôn kìa, chú Sạc ơi. Ủa rồi, hát thì sao? Miết cha sạc pin thì được cái lợi ích gì? Mấy con cần cần này thay lấy cái đồ gõ mỏ, gõ vô cái mỏ ác của nó, cho bà gõ là xuống với cậu, cho nó hồi kinh là vẳng xanh luôn, chưa ở đó mà mét. Không chỉ các nghệ sĩ miền Nam mà mới đây tại sân khấu Xuân Phát Tài 14, nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền cũng đã có tiểu phẩm hài kịch khiến dư luận liên tưởng đến video chia chút miệng. Trong tiểu phẩm hài này, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đã dụ nghệ sĩ Xuân Hinh đứng tên căn nhà và mớm lời dụ dỗ nghệ sĩ Xuân Hinh quay video gì chút miệng. Anh nói đi, tên tuổi như thế nào? Xuân Hinh đáp, tất cả nhà cửa, sổ đỏ, sổ đen, vàng bạc, chìa khóa, két sắt giao hết cho Thanh Thanh Hiền. Tên là gì? Bùi Xuân Hinh. Chẳng biết là vô tình hay là đã có dụng ý mà nội dung thông tin trong vở hài kịch này lại vô cùng trùng khớp với gì chốt miệng được Đông Dương làm chứng. Nhà này là nhà của nó, chứ nhà của ai bây giờ? Nhà này là nhà số mấy cậu? Số 5 Đoàn Thị Điểm là nhà của Lê. Phượng cười hí ha hí hận, Lê Thi Hồng Ve. Quá thật không hổ danh là cầu thủ chuyên phản lưới nhà. Phượng Ve chưa kịp lên tiếng về đoạn tiểu phẩm hài này, dư luận cũng chưa bàn tán sôi nổi về đoạn video này thì cha nội sạc pin đã vỗ ngực bạch bạch, tự nhột tiếp và tự thấy hình bóng của gia đình mình ở trong đó. Bọn ve này nó nhạy cảm quá, ai hát cái gì, diễn cái gì thì nó cũng tự vận vào bản thân của mình. Sạc pin đã chia sẻ video về trang cá nhân kèm theo lời than thở, lại nữa rồi, ra tận ngoài Bắc. Ôi là trời, ra ngoài Bắc thì nhầm nhở cái gì, ngay cả trong chương trình Thúy Nga Paris by Night 136 cũng có cụm từ là đồng sở hữu nhà thì biết nó chấn động như thế nào rồi. Thế mới biết cái sự vô lý đến độc ác của cái lũ kênh kênh nó đã vượt quá cả địa lý để động chạm đến sự phẫn nộ của biết bao nhiêu con người. Giờ các ca sĩ, nghệ sĩ nào mà hát bất cứ bài hát nào hay diễn bất cứ một tiểu phẩm nào mà với cái chủ đề là tranh giành tài sản là chúng nó tự nhột rồi, chửi Hồng Loan các kiểu. Chửi các nghệ sĩ là đủ fan, nghệ sĩ bận, các thứ. Mỗi lần có ai đó nói về vấn đề gì về mẹ con của Phượng Ve là y như rằng ổng nhảy cẩn bốn chân chù chéo đầu tiên.
Đáng lẽ phải là ông Quan Thị Minh là người làm cái điều đó vì bảo vệ cho vợ con của người ta. Còn đằng này thấy có cái gì đó sai sai nhà ông Sạc Bin. Bộ muốn biểu lộ công khai cho cả thế giới biết là con ve là gia đình ruột thịt của ông hay gì?